Hey yo. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với clip của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quyết định làm một clip về phân tích ưu nhược điểm của việc ghi map và check map bên tay trái và bên tay phải. Và mình sẽ giải thích vì sao mà các tuyển thủ chuyên nghiệp này dùng bên tay trái nhiều. À, hiện tại mình cũng đang dùng bên tay trái nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về ưu nhược điểm của khi mắt bên tay phải với nhau nhé. À, là bên này này. Đấy, còn này này. Thì đa số mà anh em muốn ghi được map mà chắc chắn đấy là anh em muốn ghi được map bên tay phải thì anh em phải dùng cái ngón trỏ này để anh em mới có ghi được map. Chứ còn anh em nào mà chưa hay ngón mà dùng ngón cái thì không được đâu nha. Vì mình có dùng ngón cái thì mình làm gì có tay mà dùng chiêu đó. Đấy. Nên anh em bắt buộc phải dùng ngón trỏ. Thì cái đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm của nó là nhanh, thì việc vuốt là tìm mới địch, đấy, rất dễ. Cái thứ hai đó là chuẩn xác, độ chuẩn xác rất là cao. Anh em muốn vuốt thấy địch là vuốt được ngay, rất cao, rất chuẩn. Đấy là hai cái ưu điểm của nó, nhanh và chuẩn nha anh nha. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm. Thực sự là nhược điểm này chắc là do cái nhược điểm này mà làm cho rất nhiều tuyển thủ và mọi người không chọn nó. Không phải nói là rất nhiều tuyển thủ không chọn thôi, chứ mọi người thì cũng rất nhiều người chơi nhé. Soi động những anh em này như thế này nha. Thì nhược điểm đầu tiên đó là giả dụ cho con số này đi kinh công chẳng hạn, đúng không? Nếu như anh em mà muốn đều rồng có đánh nhau, anh em xuống tham chiến, anh em để kéo một tướng đường rồng. Thực sự là mình không biết là anh em chơi bên này thì anh em kéo từ gì thì xuống một đường rồng để check map, thì mình không thể kéo tới. Từ khi anh em đẩy tốc độ camera cao lên thì anh em có thể kéo tới đường rồng để xem, đúng không? Đó, nhưng mà khi mà để cao đến này thì để anh em giữ được cái map và đứng, anh em ghi vào map thì rất là khó. Lúc này thì nó lại khá khó, anh em kéo phát nó chạy đi mất tiêu rồi. Thế nên là cái phần tốc độ cam này thường chắc chắn là anh em sẽ để thấp để anh em dễ ghi map. Thì nó gặp một cái nhược điểm đó là khi mà check xa, map xa rất vất vả. Đấy là cái nhược điểm thứ nhất. Nhược điểm thứ hai đó là khi anh em mà ghi map, anh em dùng chiêu mình thấy nó khó dùng thì vẫn dùng được nhưng nó khó, bởi vì là tay trỏ với tay trái nó cận nhau mà nên dùng nó khó. Tiếp theo là đó là anh em muốn chập thêm tốc biến thì mình dùng chiêu nhé, chập thêm tốc biến chặt con ấy à. Ui, mình thấy khá khó. Lúc mà rút vào tốc biến thì mình đã phải bỏ ngón tay trỏ ra, bởi vì là khó quá. Thì ví dụ đây chẳng hạn, ôi như tình huống này thì thực sự là nó rít vào nhau luôn, rít tay vào nhau luôn, mình kéo ulti nó rít vào ngón trỏ luôn, nhưng mà mình không thể sử dụng được tay đó, khó kìa. Khó, rất là khó. Nhất là khi mình đi ra đằng sau này, khó dùng quá. Nó có hai nhược điểm. Đó là nhược điểm về niêm mắt xa. Và nhược điểm thứ hai là khi mà dùng chiêu mà muốn kẹp lên tốc biến rất là khó, mình thấy rất khó luôn. Không biết anh em dùng nào, anh em dùng bên này nào, anh em cho ý kiến nhé. Ví dụ ở đây nha bạn, mình thấy khi mà dùng thêm chiêu và chặt tốc biến khá khó thì nó có hai ưu nhược điểm, thế mình có nói này nhá. Là cái thứ nhất, ưu điểm của nó nhanh, vuốt lên là thấy. Thứ hai, chuẩn xác, rất dễ. Nhược điểm của nó là khi check xa thì rất là khó.
Nhược điểm thứ hai là khi mà kẹp siêu tốc biến vào dùng chiêu thì nó khó lắm để cái dùng nó khó. Tiếp theo là đến ghi map bên bằng ngón trỏ trái, bằng ngón này nha anh em, ghi bằng cái map này nha, map nhỏ bên tay trái nha. Đấy thì mình sẽ nói về nhược điểm của nó trước nhá. Nhược điểm của nó khá khó dùng vì cái map này nó rất là bé, anh em muốn nhất là những anh em tay to để chạm ở chuẩn vị trí rất khó, và những anh em nào mà chưa không quen map rất khó, nên cái nhược điểm đầu tiên. Nhược điểm thứ hai với anh em mà ít dùng thì nó còn rung nữa cơ, bởi vì anh em giữ tay nó không chặt được, nó rung lắc kiểu. Đấy. Tiếp theo mình sẽ nói đến ưu điểm của nó nhá. Đấy, thế này mới gọi là đáng đồng tiền, ưu điểm của nó đáng đồng tiền. Lý do mà rất nhiều người chọn và tuyển thủ chuyên nghiệp là chơi rất nhiều bằng cách này, mình đã xem rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu thì đa phần họ đều chọn ghim và check bằng bên tay trái. Ưu điểm đầu tiên đó là anh em check xa rất nhanh, để dụ con Iraq giữa mát nó rất là nhanh luôn, kích vào nó là thấy đang giao tranh ở dưới dòng gấu, cần mình cần phải check trước để biết tình huống như nào để có xuống không. Anh em check xuống thấy đang đánh nhau dòng thấy. Đấy, anh em thấy đơn giản chưa, đơn giản hơn đúng không. Tiếp theo là về vấn đề ghim map, vừa ghim vừa ra chiêu ghim. Ghim map ra chiêu rất là dễ, không ảnh hưởng gì đến nhau cả, bởi vì tay trái và tay phải mình rất là sai nhau, mình có thể dùng chiêu một cách thoải mái. Ví dụ mình kẹp siêu tốc biến thì chẳng hạn đó, kẹp siêu tốc biến cũng khá đơn giản anh em nhỉ. Anh em thấy kẹp siêu tốc biến đơn giản không? Đấy, còn nhảy vượt cửa ló ra. Đấy là hai cái ưu điểm lớn nhất của nó là check nhanh, ở đâu cũng check được. Thứ hai đó là vừa ghim vừa dùng chiêu khá là đơn giản và có thể kẹp được siêu tốc biến dễ luôn. Anh em thấy mình phân tích có đúng không? Anh em cho mình xin ý kiến lý do nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến đây nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Thì mọi người xem mình nhớ ủng hộ mình, xin một like, một share, một đăng ký kênh để mình có thể làm nhiều clip hơn, ủng hộ anh em, phục vụ anh em nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye, hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha.